Vâng, có thể nói là xã hội ngày càng phát triển thì người phụ nữ của chúng ta cũng đã dần thích nghi với đời sống. Người phụ nữ ngày nay không chỉ gói gọn trong căn bếp núc với các công việc gia đình mà họ hòa nhập rất nhanh với sự phát triển của xã hội. Có thể thấy một thực tế như là trong đại dịch Covid-19 vừa qua chẳng hạn, khi mà tất cả chúng ta đều phải ở nhà thì những người phụ nữ họ cũng không phải ngoại lệ, họ cũng phải ở nhà, thế nhưng mà họ sẽ không phải như trước đây là chỉ vùi đầu vào công việc nữa mà sẽ có sự thích nghi rất nhanh với công cuộc chuyển đổi số. Họ sẽ tiếp cận với rất nhiều những nền tảng số, nền tảng mạng xã hội để có thể là giúp cho tinh thần của mình thư thái hơn, đặc biệt là trong cái thời kỳ đại dịch vừa rồi, đúng không chị Phương Anh? Đúng là như vậy, và quả thực rằng là nếu mà trong thời kỳ đại dịch chúng ta có hay để ý Facebook hay là mạng xã hội sẽ thấy rằng là những người phụ nữ họ thể hiện rất là rõ cái vai trò của mình. Họ vẫn là những người phụ nữ đảm đang khi mà trên rất nhiều những group như là nghiện bếp, nghiện nhà chẳng hạn, thì họ thể hiện những cái tài năng của mình rất là xuất chúng, và họ vẫn là những người phụ nữ thực sự là hiện đại và thành công trong công việc, trong sự nghiệp, và có rất là nhiều người họ đã gây dựng được sự nghiệp của mình trên nền tảng mạng xã hội thông qua thời đại công nghệ số 4.0. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi đến với những người phụ nữ thành công như vậy trong thời đại công nghệ số. Đối với môi trường giáo dục, những năm qua, công nghệ số đã đóng góp nhiều ứng dụng tích cực, hỗ trợ các nữ giáo viên trong công việc. Tại quận Bắc Từ Liêm, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được nhiều trường học triển khai, từ việc tuyển sinh trực tuyến, đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý học sinh. Nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học, quản lý nhà trường qua các phần mềm quản lý nhà trường, cụ thể như để quản lý nhân sự, nhà trường đã sử dụng phần mềm qlcb.vn giúp nhà trường quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, quản lý được quá trình đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, giúp nhà trường đánh giá công chức, viên chức và đánh giá chuẩn nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên rất thuận tiện. Ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp cho các nữ giáo viên, mà những thành tựu của chuyển đổi số và đổi mới công nghệ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhiều phụ nữ hiện nay, giúp họ mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn thông tin, tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Là bản thân tôi, quản lý một phòng khám của tôi ở nhà chẳng hạn, thì tôi hoàn toàn tôi có thể áp dụng công nghệ mà cha mẹ bé tự động đặt lịch khám ở trong đó. Tôi chỉ cần bấm một cái là ra được là bệnh nhân sẽ hẹn mấy giờ. Và tôi biết được rằng là có bao nhiêu người sẽ khám tôi buổi tối hôm đó, tôi đặt kế hoạch và thứ tự là bao nhiêu. Cho nên là cái đó cũng vừa thuận lợi cho mình quản lý, vừa thuận lợi cho bản thân bệnh nhân, không cần phải chờ đợi lâu. Hiện nay cũng ở trong các tập đoàn về công nghệ thì cũng có rất nhiều những giám đốc về mảng các mảng công nghệ thông tin đều là nữ, đều là phái nữ. Thì họ cũng đã chứng minh được cho mọi người thấy thì không phải là chỉ có đàn ông mới có thể làm được về công nghệ thông tin, hoặc là không chỉ có đàn ông mới có thể lên được chức giám đốc công nghệ thông tin hay là nhà nghiên cứu, mà chính phụ nữ cũng có thể là những người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Những cái thiết bị hiện đại bây giờ nó giúp rất nhiều cho cái cuộc sống, nói chung là công việc cũng dễ dàng hơn. Hồi xưa thì phải tìm trên những cái tờ giấy rất là lâu, bây giờ chỉ cần một vài thao tác nhỏ là mình có thể tìm được những cái thông tin mà mình muốn thôi. Tiện ích của công nghệ số là không thể phủ nhận, và đối với thời đại 4.0, những người phụ nữ chỉ làm chủ công nghệ khi họ biết đổi mới tư duy để học tập. Ngay cả khi bạn không làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thì việc tìm tòi, học hỏi những ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa là rất đáng trân trọng. Chúng ta quản lý một cái gì đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng Excel, mặc dù tôi không giỏi, thế nhưng mà tôi cũng biết được cách sử dụng, tôi cũng biết được là khi mà mình nhập số liệu và mình tính toán, mình cộng trừ ở trên đó, mình hoàn toàn mình có thể là tự mình học hết. Thế còn khi cần thì chúng ta sẽ hỏi những người, người ta biết điều đó thì người ta giúp mình, thì đấy là một cách nhanh nhất để chúng ta có thể tiếp cận được cái công nghệ đó. Thì mình là những người trẻ thì có thể sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà như kiểu tuổi của bố mẹ mình thì đôi lúc sẽ khó khăn hơn các cách sử dụng của các cái thiết bị đấy. Phụ nữ ngày nay năng động và tự tin, ngoài những vẻ đẹp về hình thể thì vẻ đẹp về trí tuệ luôn tiên phong đi trước để tạo nên bản lĩnh phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.